Vẻ đẹp bốc lửa của cô gái hứa đăng ảnh nóng nếu MU chiến thắng. Người đẹp Á Khôi, người mẫu ảnh Hà Thành, Nguyễn Thủy Dương, biệt danh Dương Kẹo, được biết đến là fan girl nóng bỏng của câu lạc bộ MU. Vào tháng 4 vừa qua, cô nàng tung bộ ảnh nóng bỏng khi MU giành chiến thắng trước Man City. Đây là lời hứa của hot girl 9X trước khi vòng 33 giải ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 7 tháng 4. Mới đây, thông tin MU sa thải huấn luyện viên Mourinho gây xôn xao làng túc cầu thế giới. Là fan của MU, Thủy Dương đã lên tiếng về vấn đề này. Thủy Dương cho biết cá nhân cô là một fan của Mourinho. Khi biết tin MU sa thải Mourinho, cô cảm thấy rất buồn. Nói về bộ ảnh gợi cảm mừng MU chiến thắng kịch tính trước Man City vào tháng 4 vừa qua, người đẹp sinh năm 1996 cho biết: với cá nhân cô, mùa giải trước khá thành công với MU. Là fan của đội bóng và một số cầu thủ MU nổi tiếng, Thùy Dương đã thực hiện bộ ảnh gợi cảm để chúc mừng đội bóng. Hot girl MU cho hay, bản thân cô rất vui khi được người hâm mộ bóng đá đón nhận. Khi được hỏi có dự định đưa ra thêm lời hứa nào đặc biệt cho MU trong tương lai hay không, Thùy Dương chia sẻ, hiện tại công việc khá bận nên cô chưa thể hứa trước điều gì. Tuy nhiên, cô sẽ cố gắng quay trở lại với fan MU trong thời gian sớm nhất. Sau khi được nhiều người biết tới, cuộc sống của Á Khôi sắc đẹp tiềm ẩn 2016 có nhiều thay đổi. Cô nhận được nhiều show quảng cáo hơn so với trước đây. Tuy nhiên, với Thùy Dương, điều khiến cô thấy vui nhất là giúp MU có thêm nhiều fan và quan tâm hơn đến MU, đặc biệt là cùng cô truyền lửa cho MU. Sau khi tốt nghiệp học viện hành chính, Thùy Dương đang tất bật với công việc riêng. Hot Girl 9X cho hay, công việc của cô thuộc lĩnh vực thể thao nhưng thuộc mảng thể thao trong nước là chính. Hot girl MU vui vẻ chụp hình selfie với cầu thủ Công Phượng trong một sự kiện. Giữa cơn sốt tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, nhiều cô gái được phỏng vấn khi đi xem bóng đá nhưng không trả lời được tên cầu thủ trong một phóng sự gần đây gây xôn xao dư luận. Các cô gái cho biết mình chỉ đi xem theo phong trào. Khi được hỏi về vấn đề hot girl đi xem bóng đá theo phong trào, Thùy Dương khẳng định cô không có bình luận gì về chuyện này. Bởi bản thân em sẽ không chê trách người khác khi em còn nhiều khuyết điểm. Theo người đẹp, nếu muốn đi lâu dài với bóng đá thì cái tâm phải thật lòng thì mới theo được, còn không thì cũng sẽ bị lãng quên rất nhanh vì cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Hot girl MU đã có bạn trai, tuy nhiên cô ít khi chia sẻ ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Nói về lý do này, Thùy Dương cho biết cô muốn có một cuộc sống bình yên bên bạn trai nên hạn chế đăng ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Thùy Dương có niềm yêu thích cuồng nhiệt với thể thao, đặc biệt là với đội bóng Manchester United. Cô mới biết đến đội bóng và yêu thích MU được khoảng 1 năm, thời gian khá ngắn so với nhiều fan khác. Song với tình yêu dành cho quỷ đỏ, Thùy Dương không hề thua kém những người hâm mộ khác. Trong số các cầu thủ MU, Nguyễn Thùy Dương đặc biệt yêu thích cầu thủ Pogba từng gây bão với bộ ảnh cực nóng ăn mừng sự tỏa sáng của Pogba trong màu áo câu lạc bộ Manchester United. Hot girl Nguyễn Thùy Dương được coi là fan cuồng bậc nhất của Pogba tại Việt Nam. Thùy Dương luôn tìm hiểu về đội bóng, các cầu thủ MU và luôn theo dõi họ trong các giải đấu. Mình phải lòng MU bởi lối chơi thông minh và sự đoàn kết giữa các cầu thủ. Hot girl 9X chia sẻ, xinh đẹp lại đam mê thể thao, Thùy Dương được nhiều khán giả yêu mến.